chiếu chứ không phải là tình hình những cái Tết của mình xong đã làm cho vậy là các bạn nghĩ là bao nhiêu phần trăm rồi? Hiện tại mấy thứ nó chưa chưa làm đâu, chỉ hoàn thiện được khoảng 60-70% thôi, tại vì mấy thứ hai còn nè. Chị cho hỏi là những ngày vừa rồi thì chị có đọc những cái bình luận ở trên mạng xã hội không? Thì chị có thì chắc chị sau khi mà chị đang làm những cái hành động nói chung Khánh Chi rất là vui vì tất cả mọi người rất là yêu thương và quan tâm Khánh Chi. Còn vấn đề trái chiều thì đương nhiên rồi, mình là một người ca sĩ thì sẽ được người yêu thích mình và những người không thích mình. Mà Khánh Chi vui nhất là mọi người rất quan tâm đến cuộc sống Khánh Chi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chị ơi, cho hỏi là mình có thể tiết lộ một chút xíu về số tiền mà bỏ ra để mà tận hưởng. Số tiền mà trùng tu nhân sắc cho lần này là gần 1 tỷ. Chị hỏi là cái hình ảnh mình hướng tới có phải là những cái đúng rồi, Khánh Chi sẽ theo phong cách dễ thương, trẻ trung và nhiều màu sắc hơn. Bây giờ trên hàng đỏ khu chờ đón sự xuất hiện của á hậu nhân dân Đỗ Thị Phương Lan. Ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy tiến vào trong ổ định vừa rồi để cùng nhau thưởng thức đêm chung kết người mẫu toàn nam định niên nam của 2023. Sẽ được bắt đầu. Ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiến vào trong ổn định chỗ ngồi để cùng nhau thưởng thức và để cho chương trình của chúng tôi được bắt đầu. Chi đẹp quá, 1 tỷ. Tranh thủ đi. Bằng 3 ngày xin vì bán hàng. Ba năm mới ôi dồi, biết 3 năm bạn cũng sẽ được. Nhanh đi, nhanh đi.